Trong một ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu trong rừng, bóng tối và âm mưu đã trải qua hàng chục năm. Câu chuyện về nó xung quanh đây không ai là không biết. Người ta cho rằng đây là ngôi nhà ma ám. Ngôi nhà này từng thuộc về một gia đình nông dân. Người vợ đi làm thuê đã mất tích trong một đêm mưa gió. Còn người chồng thì say xỉn cờ bạc rượu chè. Ông ta đã đột tử ngay trong phòng ngủ. Ngôi nhà có kiến trúc đơn sơ, người dân xung quanh không ai dám bén mảng gần khu vực này, vì họ tin rằng oan hồn của gia đình đó vẫn còn tồn tại nơi đây. Mỗi đêm tiếng bước chân lạ và tiếng thở dài vang lên từ bên trong. Những người dũng cảm đến khám phá ngôi nhà này đều kể lại những câu chuyện kỳ quái, như nhìn thấy bóng người đi lại trong bóng tối, tiếng sột soạt và hình dáng của một người đàn ông gầy gò đang ngồi trên chiếc giường ngủ bên trong căn phòng phía sau nhà. Người chồng đã đột tử tại đây các bạn. Cái giường ngủ của ông ta nè. Và những người mà buổi tối đi soi ếch soi nhái quanh đây á, thì thấy hai cái bóng lởn vởn ở trong ngôi nhà này. Thật sự là rất đáng sợ luôn á. Bây giờ là tầm 6 giờ tối rồi các bạn, chạng vạng rồi. Mất cả tiếng đồng hồ để bước vào trong ngôi nhà này. Cảm giác rất là rùng mình luôn. Wow. Bạn Nhân Hồ là bạn cũng là đã từng đi với Cường mấy clip rồi. Thì ngày hôm nay hai anh em mới đặt chân tại đây để mà coi cái sự tồn tại của ngôi nhà này. Nghe nói rất nhiều rồi. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới vào được đây. Tại trong cái giữa rừng này. Tóc mồi. Ừ. Đáng sợ luôn các bạn. Đây là cái vị trí mà ông chồng đã đột tử. Đây hả? Ừ. Đây nè. Cái vị trí này nè. Mở đèn nó sáng lên. Đồ đạc là quần của ông đang còn ở đây luôn nè. Đó. Rất ghê luôn. Ở đây có dơi nữa kìa các bạn. Dơi nó bay. Nó bảo hiểm đồ này nọ nè. Còn người vợ thì mất tích là không tìm thấy được luôn, đúng không? Sau đó người chồng á, ổng ngủ chè cờ bạc đến nỗi là thiên tài ma dại và đã đột quỵ trên chính chiếc giường của ông ta. Vậy là từ đó ngôi nhà là bỏ hoang hoàn toàn không ai ở nữa. Là phải có cái điều gì đó mà bà vợ mới bỏ đi đúng không? Không, tự nhiên một đêm mưa gió thì bà đi làm xong rồi cái bà mất tích luôn. Không, vậy là phải có cái điều gì tâm linh trong ngôi nhà này rồi. Không, nhưng mà bây giờ là Cường sẽ không ở đây nữa. Tại vì biết sao không? Đã gần tối rồi. Mình không thể nào mà ở đây suốt nữa. Liệu có chuyện gì xảy ra nữa thì Cường chắc sẽ bỏ tại nơi rừng này luôn. Bỏ mạng tại nơi khu rừng này luôn. Lát mình không có biết đường ra. Bây giờ Cường sẽ nhanh chóng đi ra ngoài thôi.